các động cơ máy bay 100 năm qua. Bản sao động cơ nguyên gốc của anh em nhà Wright. And we've been displaying it and running it for 16. So, you know, this today is the 106th anniversary of the first flight. The idea of when they commissioned us in 93, they wanted us to be able to run it on the 100th anniversary. Well, we made that, you know. We've been running. No, we had to do it their way. And as near as we knew of their techniques. Have you ever tried to put... Máy bay Wright là máy bay thành công đầu tiên, nặng hơn máy bay phỏng. Nó được thiết kế và chế tạo bởi anh em nhà Wright. Các tính toán của họ cần một động cơ tạo ra ít nhất 8 mã lực và nặng không quá 200 pound, 91 kg. Động cơ hoàn thành nặng 180 pound và 12 mã lực tại 1025 vòng trên phút. Và Whitney R4360 là động cơ máy bay hướng tâm 4 hàng xi lanh với 28 xi lanh của Mỹ, được thiết kế và chế tạo trong Thế chiến thứ 2. Và động cơ piston hàng không dung tích lớn nhất được sản xuất hàng loạt tại Hoa Kỳ. R3350 Douglas Challenge là động cơ máy bay xuyên tâm tăng áp làm mát bằng không khí, hai động cơ với 18 xi lanh thay thế gần 55 lít, công suất dao động từ 2200 đến 3700 mã lực, từ 1640 đến 2760 mã lực, tùy thuộc vào kiểu máy, được phát triển trước Thế chiến thứ 2. Tiên được sản xuất bởi GAS-116, bắt đầu từ John Joyner. Động cơ cũng được chế tạo theo giấy phép tại Trung Quốc với tên gọi là Vulcan WV-5. Thank you.
Edison Model 250 thể hiện được gọi là Rolls-Royce M250, tên gọi của quân đội Hoa Kỳ T-63 và T-703, là một họ động cơ cánh quạt rất thành công, được phát triển bởi công ty Edison Energy. Vào đầu những năm 1960, Model 250 đã được Rolls-Royce sản xuất kể từ khi mua lại của Edison vào năm 1995.